Thưa quý vị, đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2020, toàn quốc chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất analog và chuyển đổi sang phát sóng truyền hình số mặt đất. Người dân trong vùng bị ảnh hưởng sẽ không thu xem được truyền hình thông qua anten như trước đây. Để theo dõi truyền hình, người dân có thể mua đầu thu kỹ thuật số, đăng ký dịch vụ xem trả tiền, xem qua chảo vệ tinh hoặc mua TV có tích hợp sẵn bộ thu kỹ thuật số DVB-T2 để xem các chương trình với chất lượng HD. Hơn 11 năm nay, hộ ông A Điêu ở làng Con Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum sử dụng chiếc TV này để xem truyền hình. Khoảng 10 ngày trở lại đây, TV không thu phát được kênh truyền hình nào. Nguyên nhân không phải vì TV cũ hoặc hư hỏng, mà do truyền hình analog đã dừng phát sóng. Thì hồi xưa nó như có tôi ơi siêu mong là mình xài cái này, mình coi cái này, tại vì có siêu mong thì cái này mình hết xài, mình xài nhà gì. Nhưng cái TV này thì trước đây mình bắt ăn kênh dâu hay như thế nào? Kênh dâu không biết nữa, đây làm ten ơi nè. Tức là hiện tại là mình không xem được. Không xem được. Cũng sử dụng anten thu sóng kênh truyền hình, nhưng TV của hộ anh Anik ở làng Con Rờ Bàng lại là TV thế hệ mới, nên anh Anik dễ dàng chuyển đổi qua xem truyền hình số. Người dân ở đây hầu như từ trước giờ họ quen cái TV cũ, hầu như là anten râu chủ yếu. Giờ đến giờ họ vẫn xài. Cách đây mấy ngày không xem được, nhiều người phàn nàn nhưng nó cũng không hiểu tại sao nữa. Như bản thân anh thì có biết lý do vì sao không ạ? Hồi cũng có cái bộ truyền thông nó cũng nhắn tin là cách ngày có ngày 28 tháng 12 á, thông báo cái truyền hình analog giờ tạm ngừng phát sóng để phát sóng cái truyền hình digital gì đó. Biết cụ thể lý do không xem được truyền hình thông qua thiết bị anten, anh Anik mày mò, tìm tòi để chuyển đổi sang xem truyền hình kỹ thuật số. Cái trong TV nó, cái đời TV LED là nó có tích hợp cái đầu thu sẵn của để truyền hình kỹ thuật số rồi. Giờ mình cứ dò theo đúng sự hướng dẫn của đài truyền hình, giờ mình cũng bắt được sóng được 11 kênh. Những hộ nào trong làng chưa hiểu rõ hoặc chưa biết cách xem truyền hình kỹ thuật số, anh Anik tận tình giải thích, hướng dẫn. Thậm chí, một số hộ đã chủ động mua TV thế hệ mới, có tích hợp sẵn bộ thu kỹ thuật số DVB-T2 để xem truyền hình với chất lượng HD. Nhưng mình coi trước thì nó được, giờ bữa nay nó không được rồi. Chắc người ta cắt rồi. Mình phải mua TV như thế này mình mới coi được. TV hồi xưa là TV cũ là giờ người ta ít xài. Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất analog là bước đi cần thiết để các địa phương có thể chuyển đổi hoàn toàn sang truyền hình kỹ thuật số. Thực tế, triển khai số hóa truyền hình mang lại nhiều lợi ích như giúp nâng cao chất lượng các kênh truyền hình, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận, theo dõi hàng trăm kênh truyền hình khác nhau. Chọn phương thức xem thì tùy theo cái bà con lựa chọn, là theo tình hình kinh tế từng hộ. Nếu mà mình xem một cách mà đơn giản mà giảm kinh tế thì mình nên mua cái đầu thu của kỹ thuật số, tại vì hiện tại là họ phát là 11 kênh, trong đó là 6 kênh HD mà xem rất là đẹp và 5 kênh HD, trong đấy có truyền trung tâm. Còn nếu những hộ mà có điều kiện thì ta xem qua hệ thống truyền cáp hoặc là MyTV hoặc là Viettel thì tốt hơn. Cùng với việc người dân tự trang bị phương tiện thu sóng truyền hình chuyển đổi theo công nghệ số, các địa phương đang triển khai phương án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, thiết bị đầu thu cần thiết để có thể xem được chương trình truyền hình khi hoàn tất chuyển đổi số hóa truyền hình mặt đất.